Akai là một chàng trai hiền lành, do công việc học tập nên anh đã xin vào làm việc tại một cửa hàng bán quần áo. Công việc của anh làm bán thời gian sau khi tan trường, anh sẽ đến để sắp xếp dọn dẹp, móc quần áo lên. Ở đây, anh gặp một cô live che am bán hàng, thì nói chuyện rất hợp. Cô ta là Tiểu Tinh, trên mạng xã hội cô gái này khá là nổi tiếng, mà bây giờ mới được gặp. Điều bất ngờ hơn, cô đã dành cho anh một món quà mà anh thực sự không thể ngờ tới. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.你一定很常看直播吧？你就是凯哥哥，对吧？